Theo tin của đài truyền hình địa phương, một bệnh viện ở tiểu bang Connecticut vừa bị kiện sau khi một cựu chiến binh phát hiện ra rằng một bác sĩ mổ cho ông 4 năm trước đây đã bỏ quên con dao trong người của ông. Tổ hợp luật sư Fason Law Group đưa đơn kiện của cựu chiến binh tên là Trenford Turner, 61 tuổi. Bản thông cáo của tổ hợp luật sư nói rằng ông Turner đi soi MRI ở bệnh viện cựu chiến binh tại vùng West Haven. Bản thông cáo cho biết trước đó ông Turner đã từng bị mệt mỏi, chóng mặt và đau bụng dưới. Trong lúc soi MRI, ông Turner bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội. Sau khi chụp quang tuyến, người ta thấy có một con dao mổ bị bỏ quên trong người của ông. Đây là con dao được dùng trong việc mổ tuyến tiền liệt cho ông Turner 4 năm trước đây, cũng tại bệnh viện này. Con dao mổ sau đó được lấy ra ở nơi gần bao tử và ruột của ông Turner trong một cuộc giải phẫu hồi tháng 4 năm 2017. Đơn kiện nói rằng bệnh viện của chiến binh dùng một bác sĩ mổ non tay trong thời gian thực tập và tức rất cẩu thả vì để quên con dao mổ mà không hề hay biết.